giàu thật rồi, Trung Quốc đầu tư gấp 2.500 tỷ, trở thành trung tâm kết nối giao thương Việt Nam và ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc. Mới ngày hôm qua ngày 12 tháng 12, Chủ tịch Trung Quốc đã đặt chân đến Việt Nam và chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam lần thứ 3 của ông Tập Cận Bình đã chứng kiến số văn bản hợp tác song phương được ký kết vượt xa hai lần trước đó, lên tới 36 văn bản được ký kết, trong đó một số liên quan đến ngành logistics tại tỉnh Lào Cai như: đầu tiên là chính là hiệp định giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Trung Quốc về việc cùng xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng khu vực biên giới Bát Sát, Lào Cai, Việt Nam, Bá Sải, Vân Nam, Trung Quốc. Thứ hai là chính là nghị định thư giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Trung Quốc về việc đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh cho nhân viên, phương tiện giao thông vận tải, thiết bị thi công và vật liệu xây dựng qua cửa khẩu Lào Cai, Hà Khẩu để cùng xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng biên giới Bát Sát, Việt Nam, Bá Sải, Trung Quốc. Ngoài ra, theo đại sứ Trung Quốc, cơ hội giữa hai nước nhiều hơn là thách thức khi sự tin cậy chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố và đi vào chiều sâu nhu cầu hợp tác các lĩnh vực giữa hai bên. Đặc biệt, hai nước sẽ tăng cường kết nối trên đường bộ và đường biển, trong đó ưu tiên nhất là đường sắt và đường bộ cao tốc. Ở cấp độ này, Việt Nam và Trung Quốc đang đẩy nhanh dự án đường sắt Hà Khẩu, Vân Nam, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Hai bên đã bước vào giai đoạn xây dựng các báo cáo nghiên cứu khả thi. Trung Quốc cũng sẵn sàng cung cấp viện trợ không hoàn lại để giúp Việt Nam thực hiện nâng cấp và cải tạo tuyến đường sắt Đồng Đăng - Hà Nội. Ngoài ra, Trung Quốc cũng mong muốn Việt Nam thảo luận đối sách thúc đẩy xây dựng tuyến đường logistics biên giới Trung Việt. Thông tin từ ông Hòa Đào, Cục trưởng Cục Thương mại Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Cụ thể, trong khuôn khổ hỗ trợ Thương mại quốc tế Việt-Trung lần thứ 23 năm 2023, tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn. Tại hội nghị này, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, với vị trí nằm trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh là cửa ngõ quan trọng kết nối các nước trong khu vực ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc, Lào Cai đã và đang quyết tâm xây dựng để trở thành bước tăng trưởng hạt nhân quan trọng trong kinh tế vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, để sớm đưa Lào Cai trở thành trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam và ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc, là cầu nối các dòng hàng hóa hai chiều từ Trung Quốc sang ASEAN và khu vực châu Á khác. Về phía tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã triển khai nhiều dự án thúc đẩy cửa khẩu thông minh, hy vọng sau khi hoàn thành sẽ góp phần cải thiện hiệu quả, nâng cao năng lực thông quan giữa hai nước, phát huy ưu thế về vị trí, tập trung xây dựng kênh logistics quốc tế xuyên du Điền Trung Hồng Hà Hà Khẩu Việt Nam và điểm tựa quan trọng của mạng lưới mộ logistics vận tải đa phương thức tỉnh Vân Nam. Tại hội nghị, bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh, với nhiều tiềm năng khác biệt, lợi thế so sánh và cơ hội nổi trội cùng nguồn lực phong phú, Lào Cai hội tụ các điều kiện riêng có để phát triển thành một cực tăng trưởng của vùng biên giới phía Bắc, trở thành trung tâm kết nối giao thương kinh tế Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc. Trung Quốc mong muốn cùng Việt Nam thảo luận đối sách thúc đẩy xây dựng tuyến đường logistics xuyên biên giới Trung Việt. Trong lúc đó, vào tháng 8 năm nay, tỉnh ủy Lào Cai đã lên kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt Khổ Lồng kết nối giữa ga Lào Cai Việt Nam với ga Hà Khẩu Bắc Vân Nam Trung Quốc vào năm 2025. Trước đó, vào tháng 10 năm 2021, Trung Quốc được đề xuất đầu tư lên tới 2.500 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu vận tải của tuyến đường sắt này. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhớ lại những bất cập trước kia trong việc xây dựng tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông với sự tham gia của tổng thầu Trung Quốc. Vậy các bạn nghĩ sao về sự đầu tư sắp tới của Trung Quốc và Lào Cai? Hãy flow thảo để theo dõi những clip tiếp theo và comment bên dưới để cùng thảo luận nhé.